cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Quá tuyệt vời, được sự ủng hộ từ 98 triệu bà mẹ, bố già Donald Trump 100% sẽ tái đắc cử tổng thống năm 2024. Đảng Dân Chủ bấn loạn khi cơ hội để Biden chiến thắng cuộc tranh luận với Tổng thống Trump là bằng không. Và sau đây là phần tin chi tiết. Khiến sự ngây thơ vĩ đại trở lại, đây là một câu châm ngôn mà bà Juliana Oman và 98 triệu bà mẹ khác trên đất nước Hoa Kỳ cảm thấy quả thực chí lý. Câu châm ngôn này lấy cảm hứng từ câu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của Tổng thống Donald Trump. Bà mẹ ba con sống ở vùng ngoại ô này muốn kêu gọi cộng đồng chú ý đến tầm quan trọng của việc giữ gìn sự trong sáng ngây thơ của trẻ em. Bà cho biết, bà mong muốn quay trở lại thời kỳ mà sự ngây thơ vẫn được xem trọng và bảo vệ, trái với những phức tạp và thách thức trong nền văn hóa hiện đại. Bà Oman nói, cách duy nhất để trả lại sự hồn nhiên là bảo vệ con em chúng ta, tránh xa những ai muốn khiến mọi thứ đều xoay quanh nhận dạng giới tính. Tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên chính trị ủng hộ các chính sách phù hợp với Kinh Thánh, và Donald Trump là ứng cử viên duy nhất có được điều đó. Ngài ấy thực sự là một người yêu chuộng trẻ thơ, một tín đồ Cơ Đốc giáo chân chính. Bà cho biết từ khi còn trẻ, bà đã thấy nền văn hóa ngày càng trở nên cấp tiến hơn. Từ nhà mình ở vùng ngoại ô Orlando, bà Oman nói rằng hai người con của bà sinh ra cách nhau 10 tuổi. Cô con gái thứ của bà có trải nghiệm học tập hoàn toàn khác với người chị gái của em. Bà kể, một ngày nọ, con gái thứ của tôi đưa một bạn nữ về nhà sau giờ học. Cô bạn này tự hào tuyên bố rằng mình là người phi nhị giới. Tôi đã bị đứng hình. Hệ tư tưởng đó không được thúc đẩy vào thời con gái lớn của tôi còn đi học. Phi nhị nguyên giới, hay còn được gọi là phi nhị giới, là một phổ của bản dạng giới, nằm ngoài hệ nhị phân giới. Những người này mang tâm lý tự nghi hoặc giới tính của bản thân, lúc thì tự cho rằng mình là nam, lúc khác thì lại tự cho rằng mình là nữ. Những bà mẹ như bà Oman đại diện cho một bộ phận cử tri rất lớn, khoảng 98 triệu người. Các ứng cử viên nhận ra tầm quan trọng của việc thu hút nhóm dân số này để giành được phiếu bầu của họ. Những động lực của các bà mẹ mang tính cá nhân sâu sắc, bắt nguồn từ những thử thách lớn và những nỗi niềm hân hoan thường ngày trong việc làm mẹ. Từ vận động cấp cơ sở đến các chiến dịch vận động chính trị cấp cao, các bà mẹ sử dụng quan điểm và kinh nghiệm của mình để ủng hộ cho sự thay đổi trong một loạt các vấn đề từ phá thai, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho đến môi trường và công lý xã hội. Bà Oman nói, tôi tin rằng Joe Biden và đảng Dân Chủ đã bỏ rơi người dân. Tôi không hài lòng với chính phủ và tòa án của chúng ta hiện tại. Tất cả bọn họ đều thông đồng với nhau. Các bà mẹ thuộc nhiều giai tầng xã hội và chính trị khác nhau được chào đón trong các hành lang hoạch định chiến lược, và các bà mẹ đang xuất hiện và sải bước trên sân khấu chính trị với quyết tâm và nghị lực, định hình lại cục diện chính trị. Những người phụ nữ này khẳng định tầm ảnh hưởng của họ trên vũ đài công cộng, với mong muốn sâu sắc là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con em họ. Với gần 98 triệu phụ nữ đủ tư cách bỏ phiếu, họ đại diện cho khối cử tri lớn nhất và có lẽ là có sức thuyết phục nhất ở Hoa Kỳ. Trong nhóm cử tri này, có những người cho biết mình có tính cách như gấu mẹ. Phong trào gấu mẹ đang phát triển và đang làm thay đổi bầu không khí chính trị của đất nước. Những bà mẹ này đại diện cho một nhóm gồm những phụ nữ bình thường khác nhau, những người có sự thôi thúc mãnh liệt bên trong để bảo vệ con mình khỏi các nghị trình của các nhóm lợi ích đặc biệt, nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho trẻ em. Bà Tina Descovich, người đồng sáng lập nhóm Moms for Liberty, các bà mẹ vì tự do, đã trò chuyện với The Epoch Times về mối lo ngại ngày càng tăng của các bậc cha mẹ về giáo dục công và quyền của phụ huynh. Năm 2021, ba bà mẹ từ Florida đã thành lập nhóm Moms for Liberty để chống lại các hạn chế do COVID-19. Bà cho biết, các bà mẹ lo lắng về tương lai của đất nước dưới thời Biden và đảng Dân Chủ kiểm soát và cuộc khủng hoảng giáo dục ở Hoa Kỳ hiện nay. Các hệ tư tưởng thức tỉnh đã tràn ngập các trường học, vì vậy các bà mẹ đang cân nhắc kỹ lưỡng về các trường tư thục hoặc dạy con tại nhà. Bà Descovich, một cựu thành viên hội đồng trường Brevard ở Florida cho biết, nhóm Moms for Liberty tập trung vào các cuộc bầu cử hội đồng trường học cấp tiểu bang trên toàn quốc vào năm 2024, nơi các nghị trình cấp tiến phát triển mạnh. Hồi tháng 4, chính phủ Tổng thống Biden đã đảo ngược những thay đổi được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos về việc cập nhật các quy định của đề mục 9 đối với phản ứng của các trường học trước hành vi sai trái về tình dục. Có hiệu lực từ tháng 8, những quy tắc sửa đổi đó giải thích theo cách khác như thế nào là hành vi quấy rối và sự phân biệt giới tính nhằm để cấm các hành động do khuynh hướng tính dục. thế nào là nhận dạng giới tính, khuôn mẫu giới tính và sự mang thai. Đến nay, 15 tiểu bang đã kiện chính phủ về chính sách mới này. Nhóm Moms for Liberty đã tăng cường nỗ lực thông báo cho các bà mẹ về những thay đổi này. Bà Descovich nói, nhiều bà mẹ vô cùng bối rối với việc viết lại đề mục chính. Chúng ta phải bảo vệ quyền của cha mẹ trong việc nuôi dạy con họ và trợ giúp con khi con khám phá những bài học cuộc sống quan trọng. Vì những lý do này, nhiều bậc cha mẹ tìm kiếm các lựa chọn giáo dục thay thế như giáo dục tại nhà hoặc trường tư. Moms for Liberty có đại diện ở 48 tiểu bang với 300 chi nhánh và 330.000 thành viên. Bà Descovich cho biết, gần đây nhóm đã phát hiện ra rằng hơn một nửa số thành viên của họ đã không bỏ phiếu nhiều hơn một lần trong 8 năm qua trong một cuộc bầu cử sơ bộ. Trước đây hầu hết các bà mẹ đều không tích cực tham gia hoạt động chính trị, nhưng giờ đây chúng tôi đang nỗ lực để họ ghi danh bỏ phiếu bầu chọn cho ứng cử viên xứng đáng nhất. Theo cuộc thăm dò do The Current Project thực hiện, có đến 90% trong tổng số 98 triệu bà mẹ cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Donald Trump bởi các chính sách của ông ấy hoàn toàn phù hợp với các giá trị cộng đồng và gia đình của họ. Bà Descovich chia sẻ, không có ứng cử viên nào là hoàn hảo hết, cho nên chúng ta sẽ chọn ra một ứng cử viên phù hợp nhất mà thôi. Cũng theo cuộc thăm dò trên, gần 95% bà mẹ đơn thân người Mỹ gốc Phi Châu có con ở độ tuổi đi học cho rằng đất nước đang đi sai hướng. Khoảng 99% số người được hỏi cho biết họ tin rằng hệ thống trường công lập hiện tại không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh, và trong năm qua, 77% đã cân nhắc việc chuyển con mình sang các trường khác. The Kieran Project, một nhóm vận động có trụ sở tại thành phố New York, đã khảo sát 504 bà mẹ đơn thân người Mỹ gốc Phi Châu có thu nhập từ thấp đến trung bình. Thưa quý vị, rõ ràng Biden đang run sợ khi chuẩn bị đối đầu với cựu Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận sắp diễn ra. Ông ta lo sợ những bí mật dơ bẩn nhất của bản thân sẽ bị bại lộ ngay trước công chúng, nên Joe Biden đã tranh thủ tìm cách để che giấu chúng. Chiến dịch tranh cử của ông ta yêu cầu có sự xuất hiện của CNN và ABC News, những tay to mặt lớn trong ngành truyền thông từ lâu đã công khai nghiêng về phía cánh tả. Nói trắng ra là đám truyền thông tin tức giả thiên tả. Nếu Tổng thống Trump đồng ý yêu cầu đó của Joe Biden, thì không biết cuộc tranh luận sẽ bị bẻ cong theo hướng có lợi cho Joe đến mức nào nữa. Phát biểu trên Newsmax, phát ngôn viên Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Tommy Pickett khẳng định, tìm cách đấu tranh cho một cuộc tranh luận công bằng đã là kim chỉ nam của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa trong suốt nhiều năm qua, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lấy công bằng trong cuộc tranh luận sắp tới giữa ngài Trump và Tổng thống độc tài Joe Biden. Một điều dễ thấy ở Joe Biden là ông ta rất sợ tranh luận, đặc biệt khi phải tranh luận với một chiến thần như ngài Donald Trump. Ông ta chỉ đồng ý tham gia 2 trên tổng số 3 cuộc tranh luận, thay vì tham gia đầy đủ cả 3. Trong khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tranh luận tại mọi nơi, mọi thời điểm, thì ông Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ lại tỏ ra rụt rè và sợ trả lời những câu hỏi liên quan đến thách thức tranh luận. Joe Biden rõ ràng không có cơ hội chiến thắng Tổng thống Trump. Trump sẽ cho Biden nằm đo ván một khi bước lên tranh luận. Như đã nói ở trên, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để cuộc tranh luận diễn ra công bằng nhất có thể, mà không bị thao túng bởi đám truyền thông tin tức giả. Cho dù đó có là hai Joe Biden đối đầu với một mình Trump, thì tôi tin rằng Trump vẫn sẽ chiến thắng, bởi vì hồ sơ của Joe Biden cho thấy ông ta là một kẻ thất bại toàn tập. Ông ta không thể nhìn thấy máy nhắc chữ, thậm chí đi đứng còn khó khăn, trong khi Trump có một hồ sơ tranh cử tuyệt vời với sự ủng hộ của hàng triệu cử tri Mỹ, thì cái Joe Biden đang có là sự yếu kém và tình hình quốc gia hỗn loạn dưới thời ông ta. Và đó sẽ là những điểm trọng yếu trong cuộc tranh luận sắp tới. Cựu Tổng thống Trump cũng đề xuất cả ông và Joe Biden nên làm một bài kiểm tra về vấn đề sử dụng thuốc trước khi ra sàn tranh luận. Đây là một nước đi hoàn toàn đúng đắn, bởi vì cái người Mỹ cần nhất là sự minh bạch. Sức khỏe của Joe Biden đang bị ông ta cùng đám thổ phỉ cánh tả che giấu kỹ lưỡng. Mặc dù có rất nhiều người, kể cả các đảng viên dân chủ đã đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề sức khỏe của ông ta, nhưng ông ta vẫn trốn tránh và che giấu tình trạng sức khỏe tệ hại của mình. Hành động đó của ông ta cho thấy sự thiếu minh bạch. Bàn về tính liêm chính trong bầu cử, Tommy Pickett cho biết, hiện đảng Cộng hòa đang cùng với chiến dịch tranh cử của Donald Trump khởi động chương trình liêm chính bầu cử mạnh mẽ với sự tham gia của 100.000 người, và hiện đang phân bổ ở khắp nơi trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các bang chiến trường quan trọng, và cả Thượng viện và Hạ viện. Tính liêm chính trong bầu cử là một trong những ưu tiên thiết yếu của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra công bằng, không thiên vị.